Tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức tuần lễ gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo năm 2023. Sau một ngày phát động, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã nhận được hơn 64 tỷ đồng của hơn 1.100 khách hàng là tổ chức và cá nhân trong tỉnh tham gia gửi tiết kiệm. Ngày gửi tiền tiết kiệm vì người nghèo đã thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên và nhân dân trong tỉnh tham gia. Được biết, năm 2022, tuần lễ phát động chung tay vì người nghèo đã thu hút hơn 2.200 lượt cá nhân tổ chức tham gia gửi tiết kiệm, tổng số tiền hơn 135 tỷ đồng. Với thông điệp hành động nhỏ ý nghĩa lớn để lan tỏa yêu thương, tuần gửi tiết kiệm chung vì người nghèo năm nay được kỳ vọng sẽ đạt được những kết quả tích cực, qua đó giúp cho Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh có thêm nguồn lực để tạo lập nguồn vốn, cùng chung tay hỗ trợ giúp đỡ người nghèo và các đối tượng chính sách có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Sáng ngày 1 tháng 2, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Hậu Giang phối hợp với Ban Biên tập Báo Người Lao Động và Thành ủy Vị Thanh tổ chức lễ khánh thành công trình Đường Cờ Tổ Quốc. Đây là công trình đầu tiên của tỉnh Hậu Giang được thực hiện tại tuyến đường Lê Quý Đôn, phường 3, thành phố Vị Thanh. Thời gian tới, tỉnh đoàn Hậu Giang sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng công trình Đường Cờ Tổ Quốc đến các địa phương trong toàn tỉnh nhằm góp phần nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước cho đoàn viên thanh thiếu nhi và nhân dân, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Hậu Giang, chung tay thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, tạo mỹ quan trên các tuyến phố, đường quê. Đến nay, Báo Người Lao Động đã trao và ký kết trao trên 1,4 triệu lá cờ Tổ quốc đến đồng bào các tỉnh thành toàn quốc. Riêng hợp phần Đường Cờ Tổ quốc đã trao 121.700 lá cờ tại 20 tỉnh thành phố không có biên giới trên bộ. Nhân dịp này, Ban Biên tập Báo Người Lao Động tặng 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy và huyện Long Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, là nghệ sĩ piano nổi tiếng, sống trọn vẹn hơn một thế kỷ, cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của nghệ sĩ, nhà giáo nhân dân Thái Thị Liên, từ ngọt ngào, cay đắng đến vinh quang, đã trải qua bao khúc thăng trầm gắn bó với số phận dân tộc. Sinh ngày 4 tháng 8 năm 1918, trong một gia đình đại trí thức ở Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi còn nhỏ, nghệ sĩ nhân dân Thái Thị Liên đã được học đàn piano và du học tại Pháp năm 1946. Bà là một trong số những nữ danh cầm đầu tiên của Việt Nam, đồng sáng lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, là trưởng khoa piano đầu tiên của học viện. Bà là mẹ của nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn và nghệ sĩ nhân dân Trần Thu Hà, nguyên giám đốc Nhạc viện Hà Nội, và là người hướng dẫn đào tạo nên nhiều nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Bà là một trong 7 người có công vô cùng lớn, là một trong 7 người để xây dựng ra cái Nhạc viện Hà Nội hôm nay, Học viện Âm nhạc Quốc gia ngày hôm nay. Tất cả những cái thế hệ ngày hôm nay của chúng tôi thì phải nói thật sự là đều là học trò của bà. Và bà không phải là dạy ra một thế hệ, mà bà dạy ra nhiều nhiều thế hệ. Ngoài cái sự thiên tài của một nghệ sĩ, nhưng mà phải nói là cái đào tạo của bà, cái phương pháp đào tạo của bà đã là một phương pháp đào tạo vô cùng khoa học. Và nó có một cái điều như là nó để chúng ta tiếp cận rất nhanh và hội nhập ngay với cái sự tiên tiến của châu Âu và thế giới. Cuộc đời của nhà giáo nhân dân, nghệ sĩ nhân dân Thái Thị Liên đã khép lại, nhưng đất nước không bao giờ quên những đóng góp của bà cho việc đào tạo những tài năng âm nhạc đã mang lại vinh quang cho Tổ quốc, trong đó có nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn. Theo thông tin từ gia đình, lễ viếng nhà giáo nhân dân, nghệ sĩ nhân dân Thái Thị Liên sẽ được tổ chức từ 7 giờ 30 ngày 4 tháng 2, tức 14 tháng Giêng, tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ hội Hương sắc Trà Xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương là hoạt động thường niên được xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên tổ chức với ý nghĩa tôn vinh cây chè và quảng bá các sản phẩm đặc trưng của cây chè tới đông đảo du khách thập phương trong và ngoài nước. Lễ hội Hương sắc Trà Xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương, Thái Nguyên nhằm tôn vinh nghề truyền thống của người dân làm chè Tân Cương, tạo cơ hội gặp gỡ cho người trồng, chế biến chè, đón du khách gần xa đến chảy hội và trải nghiệm. Năm 2006, sản phẩm trà của xã Tân Cương đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý Tân Cương. Hiện toàn xã có gần 400 ha chè với sản lượng đạt trên 1.000 tấn chè búp khô một năm. Giá trị thu được trên 1 ha chè đạt từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng một năm. Thu nhập từ chè hàng năm đã chiếm trên 70% tổng thu nhập của nhân dân trong toàn xã. Toàn xã đã có 6 hợp tác xã có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 đến 5 sao.
Nói đến cộng đồng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, ngoài không gian văn hóa cồng chiêng, các lễ hội truyền thống được gìn giữ qua bao đời thì không thể thiếu vắng những sắc màu thổ cầm của các dân tộc. Với đôi bàn tay khéo léo cùng với trí tưởng tượng phong phú của những người phụ nữ đã khắc họa lên tấm vải những hình ảnh gắn bó với đời sống của người dân, tạo nên nét văn hóa rất đặc, rất riêng, độc đáo nhưng vẫn đậm đà bản sắc của dân tộc mình. Cũng như các dân tộc Tây Nguyên khác, người Gia Rai sử dụng vải thổ cẩm màu đen hoặc các gam màu tối để làm màu chủ đạo. Các hình ảnh được thêu dệt trên vải thổ cẩm của người Gia Rai là những hoa văn họa tiết đối xứng như hình con thoi, hình tam giác, đa giác, zig zag. Những hình ảnh rất đời thường kết nối vào nhau thành những đường viền, những hình khối chắc chắn, mạnh mẽ và mang nét đặc trưng riêng độc đáo. Qua hình ảnh thể hiện được ước mơ và khát vọng về một cuộc sống thịnh vượng, no ấm, đầy đủ của một cộng đồng dân tộc người Gia Rai. Tất cả gắn liền với ý nghĩa, niềm tin cuộc sống hài hòa với thiên nhiên, nương rẫy, núi rừng. Mỗi dân tộc đều sẽ có họa tiết hoa văn thổ cẩm khác nhau và cách phối màu cũng không giống nhau. Những hoa văn họa tiết đó không chỉ ẩn chứa sắc thái văn hóa dân tộc, tượng trưng cho cuộc sống của con người và thiên nhiên, mà còn thể hiện sự cần cù sáng tạo của người phụ nữ Tây Nguyên. Truyền thống của người dân tộc trong làng mình là cái hoa văn. Cái hoa văn đó là sau này phải cố gắng giữ lại, để lại cho mấy con cháu, để bay cho mấy đứa nhỏ nữa, sau này không có bỏ được cái hoa văn ngày xưa, phải cố gắng giữ lại. Mặc dù những hoa văn này là rất khó, nhưng ngoài việc truyền dạy lại cách dệt vải, cách làm hoa văn, không thể làm mai một những văn hóa này được. Mình mong được truyền dạy lại cho con cháu, sau đó tiếp nối đến thế hệ tiếp theo giữ được nét văn hóa của dân tộc mình. Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại, công nghiệp hóa, kinh tế thị trường ít nhiều cũng ảnh hưởng đến một số ít giới trẻ, không còn mặn mà với các ngành nghề truyền thống như nghề dệt thổ cẩm. Tuy nhiên, tại các tỉnh Tây Nguyên nói chung và Kon Tum nói riêng, trong mỗi nếp nhà, sau khi xong việc nương rẫy, con cái, nhà cửa, những người phụ nữ của gia đình lại ngồi bên khung cửi để dệt vải âm thầm truyền dạy cho thế hệ con cháu. Dệt cho chồng con những tấm vải trang phục truyền thống của dân tộc mình để mặc trong những việc trọng đại của gia đình, các dịp lễ hội của buôn làng. Đó là những nét đẹp truyền thống mang đậm chất Tây Nguyên. Bên cạnh đó, để duy trì và phát triển các nghề truyền thống, tỉnh Kon Tum cũng thường xuyên mở các lớp truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ.